với một cây lon trên tay. Anh ta đập một cái rãnh và chẻ cái lon đó ra. Các bạn biết anh ta đang định làm gì không? Anh ta bỏ củi vào và châm lửa lên để đốt. Chuẩn bị anh ta đặt một cái ly lên để nấu nước uống nha.